nào cùng mau xem đâu hải sản với lẩu siêu đã luôn, đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào, đội chiến thắng đội tôi cùng chơi cùng vui. Ủa sao mình cho mặt buồn vậy? Giống phim ma quá. Đi qua đây, qua đây. Ngầu quá. Ngầu quá. Căng quá, căng quá. Sao đối nghịch dữ vậy? Xin chào Châu. Châu. Hết hồn, bữa nay thấy căng thẳng quá. Xin chào mừng toàn thể quý vị đang đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7 với sự tài trợ độc quyền của công ty cổ phần bột thực phẩm Tài Ký, thương hiệu Taki Food. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi dành riêng cái giờ phát sóng này cho gia đình của nghệ sĩ Kim Tử Long và anh Trọng Phúc. Chúng ta hãy chờ xem họ sẽ mang đến những điều mới lạ gì. Mời hai đội ngồi. Sit down please. Trời ơi, dữ không? Ngày hôm nay hai trường phái, một bên sôi động nồng nhiệt, một bên nhẹ nhàng đau lắng. Chúng ta sẽ mời anh Trọng Phúc giới thiệu trước. Trọng Phúc nhận được lời mời thì nghe nói đến đây hôm nay có cái món ăn gì của Nhật. Dạ. Cũng đang thèm món Nhật. Dạ. Nhưng mà nghe nói hôm nay là chủ yếu là dành cho phụ nữ, hơi buồn. Đâu có, bên đây món ăn của Nhật thiệt mà. Tại cái ông đầu bếp tên Nhật. Sáng gì chưa ăn sáng à? Đang đợi á. Chưa ăn gì hết. Chưa ăn gì hết, đang đợi. Hy vọng khi ra về anh cũng chưa ăn gì luôn. Chị. Dạ. Em là Lê Thanh Thảo và đến đây cùng anh Trọng Phúc và anh Điền Trung. Anh đó là gì? Anh đó là gì? Dạ anh Điền Trung á anh. Anh là cái gì? Là cái gì? Anh xã của em. Đó. Phải giới thiệu cho rõ ràng. Dạ tới anh kìa. Dạ Điền Trung là Điền Trung. Điền Trung là Điền Trung. Điền Trung là Điền Trung. Điền Trung là Điền Trung, chung lẽ Điền Trung là Điền Quân. Hôm nay rất vui đến đây để tham gia Thiên Đường Ẩm Thực. Vui hơn nữa là bữa nay được bắn cháu trong anh mình nè. Rồi, một lời thách đấu đã đưa ra. Mời anh Long. Bớt căng ba. Xin chào ba thành viên. Ba thành viên này là ba thành viên rất là đam mê món Nhật. Vì thế cho nên hôm nay đến đây để mà thưởng thức món Nhật của Thiên Đường Ẩm Thực. Nếu ngon, chúng tôi sẽ đặt bàn ở tại đây để ăn mỗi ngày. Dạ, tụi em không có bán anh ơi. Dạ, tụi em là chương trình, tụi em là đầu bếp riêng của chương trình, làm món vì sức khỏe, sau đó cho cái công thức để mọi người cùng có thể chế biến cho gia đình. Chứ tụi em không có mở nhà hàng giống như anh. Đây là thành viên thứ nhì của tôi, xin tự giới thiệu đi con. À, em tên là Mai Ca. Ngày mai em tới đây chủ yếu của em là ăn hết. Gia đình thực tế quá. Dạ, em là Bình Tinh, xin chào chương trình Thiên Đường Ẩm Thực cũng như là chào anh Trường Giang. Đội bạn là những người anh chị em rất là thân, nhưng mà hôm nay bước vào đây là không thân nữa. Ăn là quan trọng quá. Như vậy là mục tiêu của hai bên gia đình tới đây chủ yếu để ăn. Và ngày hôm nay sẽ là một món ăn gì đây? Quan trọng nhất là cái chủ đề để làm cái món ăn đó là gì? Chúng ta cùng nhìn lên màn hình. Đó, tức là sức khỏe dành cho phái nữ. Thưa các anh chị, là có nhiều cái vấn đề nó ảnh hưởng về sức khỏe của phụ nữ. Ví dụ chúng ta ăn uống không điều độ, ngủ trễ dậy muộn, ngủ muộn dậy trễ gì đó. Và hiện tại có một cái vấn đề nó ảnh hưởng sức khỏe của phụ nữ, đó là cái mối quan hệ xã hội, hay mình còn gọi là PR đó, là public relationship á. Không, nói tiếng Việt đi, nói tiếng nó không hiểu. Dạ, tức là dư luận, áp lực dư luận á, cho nên ảnh hưởng tới cái tâm lý của phụ nữ. Phụ nữ ngày xưa lấy chồng xong nha, ở nhà nấu cơm cho con ăn, cho chồng ăn, rửa chén, đi ngủ. Còn bây giờ, phụ nữ hiện đại bây giờ khác. Phải vừa lo gia đình, vừa lo công việc, vừa lo kinh tế. Và do đó mình phải biết thương phụ nữ, phải trân trọng phụ nữ. Thấy không ba? Nghe nha anh, nghe rút kinh nghiệm nha anh. Mà có một điều gì nè, nói về phụ nữ thì mình rất là tội nghiệp. Tại vì một cái người đó phải nói là khi mà mình ở gần bên thì chịu đựng nhiều cái lắm. Hy sinh. Hy sinh. Thật tình là cái nghề của mình mà nếu không có phụ nữ, một người nào để chăm sóc cho mình thì chắc mình cũng không được như vậy đâu. Đúng rồi anh. Ha. Nó bây giờ phải trân trọng bây giờ. Thường thường á, tất cả cái gì món ngon vật lạ về là dành riêng cho phụ nữ. Bây giờ em hỏi một câu luôn. Anh đã từng bao giờ nấu ăn cho người phụ nữ của anh chưa? Trời. Đây nè, đầu bếp cũng số 1 nè. Rồi, phải không vậy? Thiệt. Rồi, anh Long đã từng nấu ăn cho chị ấy chưa? Mình thì không có nổ. Sự thật mà nói là ở nhà là có 4 món mà mình thường nấu cho nhà ăn. Là món đầu tiên là lẩu Thái. Món đó là số 1. Phúc ăn rồi, nấu ra xong không ăn được nữa. Vậy là
chắc nó mới tới Thái Nguyên rồi chưa qua Thái Lan. Mày cái vị cay này nó ngộ lắm. Cái vị cay là phải cay, lẩu Thái là mỗi phải cay. Mỗi người có một cái khẩu vị riêng. Bình tĩnh, con nói đi, lẩu Thái ba nấu ngon không? Nói chung là bây giờ con cũng không dám chê. Không dám chê. Cảm ơn em. Vậy tính ra gia đình mình hòa thuận quá ha. Phản chúa ha. Món thứ hai. À, món thứ hai là món cơm chiên ghẹ. Là ở nhà rất là thích món đó. Món đó là đặc sản của Phú Quốc đó. Món thứ ba là món chả giò. Món cuối cùng. Món cuối cùng là bò nhúng giấm. Bốn món đó là mình rất là thành công. Và thành công trên mọi vấn đề. Thành công trong gia đình. Úc Châu rồi, Mỹ Châu rồi cũng về ăn rồi. Tức là món anh đã on the world rồi. On the world thế giới luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xem video clip để nghe là bác sĩ của chúng ta nói về cái vấn đề sức khỏe dành cho phụ nữ như thế nào. Món quà đầu tiên mà Thiên Đường ẩm thực dành cho các bạn nữ chính là măng tây, loại thực phẩm bổ dưỡng giúp bạn khỏe đẹp toàn diện. Măng tây có chứa nhiều axit folic. Đây là hợp chất quan trọng giúp phụ nữ phòng ngừa thiếu máu và ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở trẻ nhỏ khi mang thai. Măng tây còn giàu chất chống oxy hóa và kháng viêm tự nhiên giúp phụ nữ trẻ lâu và đề phòng các bệnh đái tháo đường, tim mạch, ung thư. Ngoài ra với nguồn năng lượng thấp, giàu chất xơ, măng tây sẽ kéo dài cảm giác no, giúp duy trì vóc dáng cân đối. Măng tây vốn không phải là nguyên liệu phổ biến trong căn bếp Việt. Nhưng đừng lo, hôm nay Thiên Đường ẩm thực sẽ mách bạn 3 công thức để biến lạ thành quen nhé. Với món súp mở màn đại tiệc, đầu bếp của chương trình sẽ xào sơ khoai tây, hành tím, măng tây với bơ và một ít muối. Những món súp rau củ kiểu Âu thì dĩ nhiên phải có sữa tươi rồi. Khi tất cả các nguyên liệu chín mềm, thêm hỗn hợp sữa chua pha loãng và nấu cho đến khi súp sôi lại. Tiếp theo cho hỗn hợp rau củ vào máy xay, thêm một ít bơ và xay cho đến khi nhuyễn mịn. Nhìn súp màu xanh đẹp mắt chưa kìa. Một ít sữa chua dẻo quánh, một vài đọt măng tây xào thơm. Món súp măng tây sữa chua vậy là xong rồi. Còn chần chờ gì nữa mà không nếm thử đi. Bạn chắc chắn sẽ mê ngay vị thanh mát của măng tây, hòa quyện trong cái thơm béo nhẹ nhàng của sữa chua Hy Lạp. Ăn hoài mà không thấy ngán. Tiếp theo sẽ là một sự kết hợp Á-Âu với salad măng tây kiểu tứ xuyên. Măng tây làm sạch các khúc vừa ăn. Chần măng tây với nước có pha ít muối và nhanh tay cho vào nước lạnh để măng giữ được màu xanh mướt. Đậu hũ cắt khúc dài, ướp với chút ngũ vị hương cho thật thấm rồi đem chiên vàng phồng. Linh hồn của món này chính là phần nước sốt kiểu tứ xuyên với vị xuyên tiêu đậm đà. Với nước sốt, đánh đều hỗn hợp đường, nước tương, giấm. Với dầu nóng đã chần mè và xuyên tiêu, thêm vào tỏi cắt lát và hỗn hợp mè, xuyên tiêu. Giờ thì trộn măng tây với nước sốt tứ xuyên đi nào. Nhớ trộn cả đậu hũ chiên cho thật thấm nhé. Nhìn đơn giản là thế nhưng ăn vào bạn sẽ thấy trong miệng như bùng nổ. Bởi vị cay nồng của xuyên tiêu đối lập với sự thanh ngọt, tươi giòn của măng tây. Và hòa trong cái đậm đà béo ngậy của đậu hũ. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy cồn cào. Kết thúc bàn tiệc hôm nay, xin mời đội thắng trải nghiệm một hương vị mới với món risotto măng tây. Món cơm đến từ nước Ý này làm từ những nguyên liệu khá đơn giản như gạo, rau củ, thịt cá và các thành phần để tăng thêm hương vị. Hành tây cắt hạt lựu đem xào thơm với bơ. Hành vừa mềm thì cho gạo Ý vào đảo cho thấm. Bí quyết cho món risotto ngon chính là nước dùng gà tự làm ở nhà. Sau khi đã thêm nước dùng nhớ phải đảo liên tục. Nước dùng cạn thì lại châm tiếp vài lần cho đến khi gạo chín và nước sệt lại. Đã đến lúc măng tây xuất hiện rồi đây. Tiếp theo thêm phô mai parmesan và một ít bơ. Trộn đều cho tất cả hòa quyện vào cơm. Cuối cùng chiên những lát cá hồi với một ít muối. Nhớ là đừng nêm quá mặn vì cơm đã có sẵn vị từ nước dùng gà và phô mai. Lần đầu nếm thử chắc hẳn bạn sẽ hơi bất ngờ bởi những hạt cơm bên ngoài mềm nhão, bên trong lại hơi cứng. Nhưng ăn một lát lại thấy bùi bùi, thơm thơm, xen lẫn măng tây giòn mát và cá hồi béo ngậy nữa thì còn gì bằng. Nhà bếp báo rằng món ăn đã sẵn sàng, còn hai đội đã sẵn sàng chưa? Trò chơi này vô cùng đơn giản.
Chúng ta sẽ chọn chẵn và lẻ. Anh chọn chẵn hay lẻ? 3 tháng 10 và tháng 12 chẵn đi. Rồi, chẵn. Vậy là mình phải chọn lẻ. Không sao. Nếu nó chạy vào bất cứ số nào chẵn là anh thắng. À. Lẻ là anh thắng. Mình sẽ chơi 3 lượt, đợi được thắng nhiều hơn chiến thắng. Dạ. Mời đặt mang tay chẵn lẻ đi. Để trong, để trong. Nhớ rồi. Ba làm thì nó sợ, nó chạy luôn á. Rồi, tất cả sẵn sàng. Vô rồi. Vậy là 1-0 dành cho đội anh Trọng Phúc. Rồi đi ra con. Bây giờ chỉ cần nó vô lẻ một lần nữa là anh bước vào đại tiệc. Chúng ta chuẩn bị chẵn hay lẻ. Cờ ra con mấy, con mấy cờ ra. Vô. Vậy là đội chiến thắng là đội của nghệ sĩ Trọng Phúc. Xin chúc mừng. Giỡn mặt hả? Nuôi nấng khôn lớn rồi bây giờ vậy hả? Phản chủ. Thương mày lắm, thương mày lắm. Đây, xin mời mọi người bước vào đại tiệc mang tay. Chúc mừng. Ăn đi. Chúc mừng. Còn cái đội thua thì vui, mà cái đội thắng thì sao buồn hiu vậy? Đây là một nguyên liệu của bên Tây. Bây giờ mình ăn món đầu tiên trong bàn tiệc là món súp. À, món súp măng tây nè. Ôi, cái màu xanh em yêu kìa, đẹp quá. Ăn đi chị, ăn đi chị. Ngon lắm á. Thì hồi nãy em thật em giận cái con bò. Mới sao mà nó bu vô cái số lẻ không à. Trung à, ăn cái gì cũng được mà. Không có, em đau lòng là em đau đớn, để một anh em nhìn em ăn như vậy nè. Không có, anh không quan trọng, ăn đi, ăn đi. Ăn đi đâu sao đâu, chúc ăn ngon miệng, chúc ăn ngon miệng. Mình thắng là vui rồi. Cái món súp này á, nó được một cái là nó rất là mịn, thơm lắm, cái mùi măng tây rõ rệt. Mịn, tại sao đàn ông mà không muốn nghe em vậy? Đàn ông quá mà. Trời ơi, đàn ông quá. Trời ơi, múc cho nhau mà không múc cho mình là sao? Múc là hai chén, hai người ăn. Nói về phụ nữ thì thành rất là tội nghiệp. Thường á, tất cả cái gì muốn ngon vật lạ về là dành đi cho phụ nữ. Buộc chặt con tim nhức nhối không ngàn câu dấu cha. Tất cả cái gì muốn ngon vật lạ về là dành đi cho phụ nữ. Đánh trao nước mắt từ ngỡ ta gần. Dành đi cho phụ nữ. Quá đẹp không? Yeah. Quá đẹp không luôn. Trời ơi. Hôm nay là ngày của phụ nữ nha. Có đổi chỗ đi, trời tôi giận quá. Xin lỗi em. Anh Long à, em ăn nha. Ừ, ăn đi, ăn đi. Số 1 luôn. Số 1 hả? Ồ, chúc mừng, chúc mừng. Cái ngon hơn cái món lẩu Thái hả? Ngon hơn nhiều. Ra là rất ngon mà rất tiếc anh không được ăn. Không, anh thì nói thật, anh rất là hảo ăn. Hình nữa là anh chúc mừng mấy em ăn cái món măng tây này. Món này mình ăn với lại bánh mì. Mình phải ăn với bánh mì. Đúng rồi, từ từ anh. Cái bánh mì nó thơm nữa, quẹt vô cái măng tây nó. Anh, cái súp nó béo béo, nó có thơm thơm, cái mùi. Mà nó sệt sệt, mà nó mịn đúng lắm. Đúng rồi, chắc là mịn. Em ăn súp kem gà, đồ mấy cái đó quen rồi, giờ cái này không có thèm. Bình thường thôi à. Để múc cho em ăn no đi, để tí xíu nữa mình có thua, mình có rớt á. Cũng có cái nhằn bụng á. Mình cũng không có thèm. Đây nè, tôi nói cho biết là cái món măng tây này ăn nhiều rất là tốt cho sức khỏe, nhất là đẹp da. Dạ đúng rồi anh. Vì tôi đã ăn cái này rất là nhiều, hình nữ ra bây giờ tôi dòm tôi rất là bình thường. Không có anh, nhưng mà ăn hôm nay rất là đặc biệt. Không không, cái món này ở nhà tôi đã làm nhiều lần lắm rồi. Có làm luôn hả? Làm lộn công thức sao ăn cái da cũng đâu có đẹp đâu. Cái món này nè, rất là ngon. Béo phải không? Nó béo có chất béo nhưng mà nó béo không phải là béo mỡ. Đúng rồi, béo thực vật.
tô nữa anh. Ngọt tô ngon nha. Ngon. Ngọt lắm. Ừ, nó ngọt là nó ngọt nhờ cái măng tây. Nó ngon cái cách lạ lùng lắm à. Trời ơi, bánh mì có bơ chét lên nó thơm lắm. Thử coi Tinh. Không có hửi, tự nhiên bắt tôi hửi. Bây giờ mình thử cái món này nè. Món này thử đi. Nè, món này. Món khác đi, món này đi. Ta lá bánh tây kiểu tít xuyên. Măng tây này á là phải nấu vừa chín tới nha. Nấu chín quá là nó mất chất nha. Đúng rồi, có tàu hũ nè, gọi là tofu. Cái này chỉ có người thắng cuộc mới được ăn món này thôi. Đúng rồi. Đúng không? Không, cái này ba với con với Mai Ca hay đi ra mà chùa ăn đó. Thì ăn chay đó. Không, cái này ăn chay tôi ăn hoài. Ê, cây ăn. Cái măng tây giòn, cái tàu hũ thấm gia vị, nó béo béo của tàu hũ á. Ngon, ngon thiệt. Rất là ngọt ngon. Cái này là mình ăn ở chùa gì đó con, mình ăn chùa đó. Mình bữa mình đi ăn ở Vĩnh Nghiêm đó. Ở đây không phải chùa nha, ở đây món mặn người ta đó. Không, ở đây cũng vậy đó, tại mình ăn không trả tiền là chùa rồi. Được không, ngon không? Ăn mà mặt buồn không? Chung, ăn là phải vui lên. Không quá tập trung để coi cái thưởng thức mới biết cái hương vị của nó. Đúng rồi, mấy người không ăn người ta đâu hiểu được cái điều đó. Đâu cần ăn đâu, nhìn thôi là cũng biết nó ngon rồi. Cũng phải công nhận đúng không? Phan ở đây, Phan nãy giờ quên, xin lỗi. Vậy là anh để, nãy giờ em thấy em hơi bị thiếu sót cái này đó rồi. Ủa đâu có ăn đâu mà làm trời gì vậy? Biết sao, có nhiều tiếng nó tiết ra đấy. Em làm không chính xác. Đó, có người ta ăn vào tay người ta làm nè. Đúng rồi. Không sao, mình cái là coi như là món này mình ăn hoài. Cứ bình thường ăn không có gì. Đấy, một lát nữa món Nhật mình mới ăn. Thì bởi Nhật nó có nhiều cái chất ở trong đó, nó làm cho đẹp da, làm cho con người nó tươi mát. Và nó có cái nhiều chất để mà làm cho người mình nữa là. Chất đó là chất gì? Khoa học có người ta gọi chất SOVK. Cái chất đó nó gọi là cái chất để làm cho máu của mình nó lưu thông nhiều hơn. Và nó làm cho da mặt mình đẹp hơn. Thôi mình ăn đi. Anh, con gái anh xin chuyển đổi. Xin chuyển đổi được không? Ngon quá à. Cái măng tây nó giòn đúng không? Nói chung là cái măng á. Anh nói đi à, anh em Minh Hòa. Nói đi anh. Khi mà bỏ vô miệng á, nó cắn vô nó giòn. Mà nó ngọt ngọt chua chua. Thơm đấy, rất thơm. Mỗi thứ trong đời đều chỉ cũng có cho nó riêng một giới hạn. Nói không có tin. Nữa, đừng để cho con thầy. Thử thôi chứ không ăn. Thử. Đi chung nghĩ cái món này rất là quá tuyệt. Tốt. Tốt cho gì? Tốt cho sức khỏe. Sức khỏe thì món gì không tốt, nhưng mà nó tốt cho cái gì? Từ trên xuống dưới. Chất gì đúng không? Chất gì anh? Trong này có chất gì quên rồi. Chất Nói đúng chất liền á. Nói lại cho chính xác nha. Nói đúng chất liền á. Hakawari. S.O. gì đó. S.O. gì đó. S.O. gì đó. Bây giờ là quan trọng nó tốt cho cái gì? Ví dụ như là ba em là bây giờ măng tây tốt cho nghĩa là trẻ quá. Tàu hũ tốt cho gì? Có chất gì? Quan trọng có chất á. Nó có chất cholesterol. Rồi, hay quá, cái chất này là khoa học chưa khám phá ra. Anh là người đầu tiên khám phá ra. Người ta ăn tôm là cholesterol, còn cái này cholesterol. Ăn nó giúp cho mọc tóc nhiều. Bởi vì mấy thầy hay ăn đó. Mọc tóc nhiều, tóc đen. Sao lên xáo chứ. Thường là khoa học là dùng tiếng Ý. Đây, nói về tiếng Ý thì mình ăn món Ý. Đây là cơm risotto. Risotto? Yeah. Ồ, món này hồi đó anh có qua Ý anh ăn rồi, nhưng mà nó không phải như vậy. Thành phố nào anh? Thành phố Kawasaki. Yeah. Hay quá. Ta hình như nó có cái gì sai sai. Đây, món cơm risotto của Ý. Ồ, sao món cơm nó nhão thế, giống như cháo thế. Không anh ơi, cái món cơm của người ta là vậy. Và cái nguyên liệu mà phù hợp nhất cho món cơm này đó chính là măng tây. Sao ăn không được, ngồi chọt hoài. Hạt cơm mềm. Cái cá heo thì Cá heo là cái gì?
Cá hồi. Cá hồi là cá gì? Cá hồi là một loại cá rất là tốt. Mỡ của nó là mỡ tốt, nó có omega 3. Cơm rất là bùi, là cá hồi đó. Nó béo lắm anh. Ừ, cá béo lắm. Thưởng thức một cái món mình phải biết được cái gia vị của nó. Và cái mà đầu bếp người ta bỏ cái nguyên liệu nó là cái gì. Khi mà mình biết rồi thì mình biết được cái đó nó ngon. Bài ơi, bài ơi. Không có được. Đừng dương đông kích tay. Nói chung là vòng thi đấu đầu tiên, nguyên liệu chính là măng tây, rất là tốt cho sức khỏe. Đầu tiên á, đem ra thì thấy nhìn thấy không hấp dẫn. Đúng rồi, chỉ ăn mới biết. Món nào là ngon nhất? Ba món đều ngon hết. Để tôi thử tôi mới biết. Nữa à, không à, thử là, cái đó là thử. Thử cho ngoài ăn, tại vì Trọng Phúc nó ngon, tôi muốn xác định có ngon hay không. Vòng thứ hai, nguyên liệu còn dữ dội hơn nữa. Chúng ta hãy cùng chờ xem đội nào sẽ là đội chiến thắng. Một trong những nguy cơ lớn ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ chính là loãng xương. So với nam giới, phụ nữ có nguy cơ loãng xương cao hơn. Nguyên nhân là do dậy thì sớm làm ít thời gian tích trữ xương, do quá trình mang thai cho con bú và do giai đoạn mãn kinh. Vì vậy, việc phòng chống loãng xương luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bạn nữ. Tốt hơn hết là chúng ta nên làm cho chắc cái xương từ thời điểm còn trẻ. Còn đối với sau 40 tuổi và phụ nữ trung niên nói chung á, thì chúng ta chỉ còn có thể làm giảm cái việc bị mất xương thôi, chứ không thể nào xương trở về cái đỉnh như cái thời hồi còn trẻ nữa. Các bạn hãy cố gắng bổ sung cho cái bộ khung xương chắc nhất có thể trước khi bước vào tuổi trung niên. Thứ nhất, chúng ta ăn uống đầy đủ canxi, những cái món có nhiều canxi. Cái thứ hai là chúng ta phải tập thể dục. Và cái thứ ba là chúng ta phải có được lượng vitamin D đầy đủ để có thể việc hấp thu canxi được tốt nhất. Giờ thì hãy cùng quay ngược thời gian để ôn lại một loại nguyên liệu giàu canxi mà Thiên Đường Ẩm Thực đã giới thiệu đến các bạn trong tập 2 của mùa 1. Thèm quá mẹ ơi, tô bún riêu đào muốn xanh xanh giờ năm nào mẹ nấu ăn giờ... Hả rồi, đoán đi. Xin mời. Cua đồng, rau muống. Chính xác, cua đồng. Và bây giờ chúng ta hãy tới nguyên liệu đầu tiên ngày hôm nay. À ha, là cua đồng chứ đâu. Với 5.000mg canxi trong 100g, cua đồng đã vượt mặt nhiều đối thủ như cua biển, rong biển. Để trở thành thực phẩm tốt nhất cho xương, cua đồng thì đã quá quen thuộc với các bà nội trợ. Nhưng các chị em đã biết cách làm tê liệt cua đồng trong đá lạnh như thế này chưa? Mẹo này sẽ giúp bạn dễ dàng chế biến mà không lo bị kẹp tay. Bây giờ hãy đến với một phiên bản cua đồng thật khác lạ nhé. Với món trứng hấp cua đồng, công đoạn nấu nước dùng từ các loại rau củ là quan trọng nhất. Cho tất cả các loại rau củ quả và cua đồng tắt vỏ vào nấu trong 2 giờ cho ra hết vị ngọt. Chào ơi, mùi nước dùng thơm quá đi. Bao nhiêu tình túy thế này mà đem đi khuấy với trứng gà thì còn gì bằng. Nhớ lọc lại trứng qua rây để món ăn được mịn mượt nhé. Cho tôm nấm đã xào sơ vào thố nhỏ, rồi rót trứng đánh vào thật nhẹ tay để bề mặt trứng không bị nổi bọt. Giờ thì bạn đã nhận ra chút phong cách Nhật Bản trong món ăn này chưa? Trong lúc trứng chín, hãy xào thơm gạch cua với một ít hành tím băm nhỏ. Phần gạch cua này mà cho lên mặt trứng hấp thì ngon lành phải biết. Món trứng hấp khi ăn sẽ tan ngay trong miệng. Tiếp đó, vị ngọt thơm của cua đồng sẽ làm cho vị giác của bạn bừng tỉnh. Bạn còn chờ gì mà không ăn ngay một muỗng đầy trứng, gạch cua và tôm nấm nào? Món ăn tiếp theo trên bàn tiệc ngày hôm nay chính là cua đồng chiên giòn đậu hũ. Đơn giản lắm nha. Đầu tiên hãy chuẩn bị hỗn hợp ướp với hành tím, hành lá và tỏi. Đem các gia vị này tẩm đều bên ngoài cua đồng đã làm sạch. Thả cua đồng vào trứng gà đã đánh tan, thêm một lát đậu hũ trứng, rồi áo đều một lớp bột giòn. Chờ dầu sôi thật sôi thì thả cua đồng vào. Nhìn cua vàng đều hấp dẫn, thế này là ăn được rồi đấy. Cắn một miếng, bạn sẽ cùng lúc cảm nhận được cái giòn tan, ngọt liệm của cua và cái mềm mịn béo thơm của đậu hũ.
thêm một chút sốt sa tế hành và tương ớt nữa thì ăn hào lắm đây. Đố bạn, món ăn yêu thích nhất của ông Hoàng là gì? Tất nhiên đó chính là lẩu. Và món kết thúc bàn tiệc ngày hôm nay chính là lẩu cháo cua đồng. Đầu tiên đem gạch cua đi xào với hành tím, hành tây cho thơm thật thơm. Cua đồng xay nhuyễn khuấy với nước rồi đem lọc qua rây cho cua mịn sạch. Tiếp đó cho cua vào nấu để lấy riêu cua. Khi cua đã nổi lên hết thì cho gạo rang vào nấu. Cháo đã chín nhừ rồi, còn chờ gì mà không thêm nấm, gia vị và gạch cua xào. Nóng sốt thế này thì phải ăn ngay chứ nhỉ. Một ít cháo, một ít mồng tơi, rau đầy, lại thêm một con cua chiên giòn. Đúng là thơm ngon đến muỗng cuối cùng. Chỉ được nhìn trên clip thì bụng sẽ cồn cào lắm lắm. Cả hai đội phải nỗ lực để giành lấy đại tiệc thôi. Bây giờ có luật chơi như sau: con cua của đội nào về sớm nhất đội đó giành chiến thắng. Hai đội sẽ chọn màu, anh chọn màu gì? Blue. 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 Màu xanh thì đội anh chắc chắn phải chọn màu vàng. Yellow. Yellow. Chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Bây giờ sẽ là lượt đua đầu tiên. Tất cả chuẩn bị. Nè, phải đi thắng nha. 3 2. Bóng. Đua. Một không, nghiêng về đội anh Trọng Phúc. Cua của ai vậy? Của em á, của em. Giờ này không phải tới. Lấy về, lấy về. Nè, chảo dầu đang đợi nha con. Chuẩn bị. 3 2 1. Đua. Kính thưa quý vị thân mến, camera của chúng tôi đã vô tình bắt gặp anh ấy dùng tay đẩy. Cái này là khuyến khích đó. Không nói nhiều nữa, đại tiệc đã thuộc về đội của nghệ sĩ Trọng Phúc. Đà, Dương Giang, có ai đua cua mà vậy không? Giờ ta chẳng còn chi, ai chẳng ta mà thôi. Đời bạc giang lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng đại sẽ đổ về đội của nghệ sĩ Trọng Phúc. Chào mừng các chị đến với đại tiệc cua đồng. Đúng không vậy? Đúng không vậy? Đúng không vậy? Này là món ngon quê nhà đó. Dĩ nhiên chúng ta sẽ ăn cái món này là món cuối cùng, nhưng mình phải chuẩn bị từ bây giờ để chi để lát mình vừa xong hai món đó là cái này kịp sôi. Đó. Đúng rồi. À, long mời à, tin à, mấy cá. Các bạn, các anh chị nhìn đi, cua đồng. Trời ơi. Chưa dừng lại ở đó. Hấp dẫn luôn. Con này là con hồi nãy chạy chậm đó anh Lâm. Cái này là cái đàn cua này của anh Long đó. Đúng rồi. Cái đàn cua của mình đó, mình nuôi rồi, đàn cua mình nuôi rồi. Cua mình nuôi rồi. Rồi, trong khi chờ món đó sôi thì mình sẽ dùng món đầu tiên. Cua đồng chiên với tàu hũ. Vì sao kết hợp này, tàu hũ tốt cho sức khỏe. Nó có chất gì anh? Nói hết nổi vậy. Ừ,
quá giỏi nghe. Cái này đỡ nghe luôn. Để anh đỡ cho anh. Giòn rụm luôn. Ăn ăn lắm lắm. Tham đi. Cái cua rất là giòn. Nghe cái mùi thiên nhiên. Và đặc biệt á là cái tàu hũ ở trong rất là mềm, chấm thêm cái tốt tương cái mùi này nữa, nó quá tuyệt vời, quá hoàn hảo thiệt, thật lòng mà nói. Coi kìa. Cắn cái vô giòn rụm luôn á, cắn đã mà mặt anh Phúc nó ghét luôn. Phụ nữ á nên ăn những cái món này nè. Dạ. Đúng rồi, cái tàu hũ á thứ nhất là nó chứa nhiều protein, chúng ta nên ăn nhiều protein từ những sản phẩm này tốt hơn là ăn protein động vật. Thứ hai là tàu hũ là một trong những thần dược giúp đẹp da, đậu nành hoặc đậu hũ khuyến khích phụ nữ ăn nhiều, giúp xương cắt khỏe. Cua đồng này cũng tốt. Đúng. Nó chỉ thiếu cái chất oxin colesucid gì đó thôi. Còn cái cua đồng này á, chúng ta ăn chúng ta tự tin một điều là không bơm thuốc, không bơm quá chất đúng, gì hết. Đúng. Thiên nhiên hoang dã. Nói chung là cái món này bổ ích cho sức khỏe nè. Con cua đó làm cho mình chắc xương. Với lại cái nghề của mình phải cần ăn mấy món này. Đúng rồi. Giờ bữa nay em đang bị đau lưng nè. Nó ăn vô tự nhiên nãy giờ ngồi thấy khỏe lại liền luôn á. Không biết sao luôn. Cái này bị lố. Không, cái này bị lố thiệt. Bị lố. Đây, cua đồng hấp trứng. Cua đồng ức. Nóng à? Nóng quá. Đây, chúng ta hãy nhìn xem. Trời ơi trời, quá tuyệt vời. Trời ơi, rất tiếc. Dương chén. Cái đó là để mồi á, người ta hề chơi. Có cua đồng, có trứng và đặc biệt là có nấm. Một sự kết hợp bớp hẹt. Ngon anh. Quá ngon. Nó thơm mùi cua đồng, có nấm dai dai. Mà cái trứng nó mịn, giống như ăn bánh lăng vậy đó. Nó mịn, nó tan trong miệng á. Có cần cua lẫn nữa. Ngon. Tính thử miếng thôi, thơm lắm. Không thử, thử đi, năn nỉ luôn á. Bình tĩnh lại tin. Bình tĩnh. Dạ. Mình phải làm sao để cho người ta thấy rằng mình đến đây. Dạ. Dù cho trời ơi, có tôm nữa. Tôm cholesterol rất cao. Mình thử ra mình không có nên nữa là đã nhìn anh em ăn. Đúng rồi. Cái tôm nó giòn. Bao nhiêu chất bổ nằm trong đây hết à anh? Đúng rồi. Rất là thơm mà rất là ngon. Ăn vô nghe cái mùi cua dữ lắm. Sau này là mình sẽ có những cái món này vô nhà hàng của mình. Dạ. À, lúc đó mình mời mọi người tới ăn ha. Ừ, ngán rồi. Cái cua đồng nó có mùi đặc trưng, không thể lẫn lộn được. Thử cái nữa coi. Tôi là tôi chỉ lấy cái hương thôi. Hương vị nó vào người mình là mình đủ rồi. Đúng rồi, giống như người đã khuất vậy. Không có cần phải ăn nhiều, không có cần phải ăn sát. Ăn sát đó sẽ làm cho cái cơ thể của mình nó không có lọc thanh. Còn mình chỉ hửi là bao nhiêu cái chất bổ nè, cái hương vị nó vào trong cơ thể mình hết. Hít sâu vào các con hít sâu vào. Ba chúng ta ăn hương vị. Đúng rồi, kệ thôi, thả ăn sát đi. Cho con ăn sát được không? Con không muốn hít hương vị đâu. Nó đủ chất bổ trong này. Mà đáng lý ra đủ chất bổ thì ngán không? Cái này mình ăn mình không ngán. Đúng rồi. Nó ăn hoài luôn được hoài. Hết hốt luôn rồi. Hết luôn rồi hả? Tính làm hốt đó mà kỳ quá thôi. Ngon quá. Thật là bây giờ em ăn em không dám ăn luôn á. Ăn trở hết rồi một hồi không biết làm sao. Ăn chùi cái miệng kìa. Người ta khi người ta ăn một cái món ngon là người ta phải cầm lên. Là người ta phải cầm lên. Rồi. Em đang cầm thì ăn, em đang cầm khỏi cầm. Nhưng mà ăn mà để cho nó không có được là gọn là không à. Người ta phải... Thôi, lớn rồi. Trời ơi, anh Long. Không, tôi không ăn, đừng hỏi tôi. À, em tả cái hương vị trong đây rất là ngon. Nè, cái mặt ở trên nó rất là láng mịn. Nè, cái điều quan trọng đó là cua. Rất là béo, mà ăn vô nó không có bị ngán nha. Đúng rồi, cái này đây. Nó rất là thanh. Ăn vừa miệng nó không có bị ngán. Bảy ơi. Như vậy là chúng ta thưởng thức hai món về cua đồng rất là ngon. Thì bây giờ chúng ta mình ngồi mình trò chuyện để mình hửi cái mùi đó trước khi mình ăn. Chứ để người ta nói mình ăn xác không kỳ. Nhưng cái càng mình cắn cái rớp nữa. Ở đây nó con cua đồng là trật. Ở Cà Mau người ta gọi là con bạc khía. Con bạc khía lớn. Bảy ơi. Kiến thức
sai rồi. Là cũng là dân miền Tây mà. Mời dân miền Tây tao nói chuyện nè. Đây, ba khía là sống nước mặn, cua đồng là sống nước ngọt. Cái này là ba khía càng khích. Còn con này? Con này càng nó cong. Ba khía là nước lợ đó. Ba khía nước lợ và nước mặn. Đúng rồi. Nói chung á là con ba khía với lại cái con cua đồng á mình phải ăn thử. Bậy rồi, sao kỳ quá, mình lớn chỉ được nói thôi chứ không có được dùng. Lớn giờ rồi. Mình đưa vô cho nó nóng thôi. Chị người ta set up món ăn là có bên đây người ta lo rồi. Về sao chị? Đây, và tôi xin phân biệt với mọi người, đây là con cua này là con cua cái nè, con cua này con cua đực. Con cua này con cua đực. Trời ơi. Thấy sai rồi, là... sai rồi. Thôi bậy ơi. Sai rồi. Con cua này là cái con cua nè, mình nè chuẩn bị húp nè. Bậy ơi. Đây là bốn con cua đực không? Đúng rồi, cái im nó nhỏ. Có một con cua BD. Tào lao. Chào miếng cồn mấy đứa ơi. Ok, cắt máy. Chào miếng cồn em ơi. Cồn này lạ quá nha. Tào lao ơi. Nó làm gì em cũng mất mặt quá. Trời ơi. Vì hai đứa xin đã thấy hết rồi. Không thể tin được, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã lén lút dùng trộm món ăn của chúng tôi. Cái này không có chung chương trình đó. Mà chị ai cũng lấy luôn á, ăn nào mày luôn á. Chúng ta hãy nhìn xem, đã có một sự khuyết về hình tròn. Và sự khuyết này, nó chạy đến ập vào anh Kim Tử Long. Không à, tôi không ăn gì hết á, không có bắt tài chậm là không nói à. Dạ, sau đây mời xem lại clip. Cho miếng cồn mấy đứa ơi. Đó, thấy không? Hình ảnh rõ ràng chối gì nữa. Không ăn mà khi cười tôi thấy văng cái gì đã. Văng ra luôn. Dạ, có một phút nào nó kèm lòng không được, nó sẽ phản ứng ra những cái mục tiêu nữa là hơi tiêu cực. Nhưng không sao, mình biết mình sửa chữa, mình xin lỗi không sao. Oh my god. Bây giờ cái lẩu cháo cua đồng đã sôi thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng. Với việc đầu tiên của những món này là mình phải thử cái nước. Thơm lắm. Em không có cần hỏi. Ngon, rất là ngọt, phải ngọt từ cua đồng, ngọt từ mướp và các loại rau. Ngon á, ăn món này rất là dễ tiêu vì cháo mà, dễ tiêu, không có đầy bụng. Búp 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 sau vô cho đây thấy cua đồng chứ. Hứ hoài, ăn thì ăn đi, hứ hoài. Phải thử nước chứ. Đây, mời anh Phúc, mình dùng miếng cua đồng. Con này mà người ta gọi là cua đồng chứ phải một số người thì gọi là ba khía đó anh. Sai bét. Chưa bao giờ ăn cháo. Lẩu cháo hả? Lẩu cháo. Nhưng mà ăn hôm nay cảm giác ngon. Ngon gì ngon, phải thử mới biết ngon chứ còn ngon nói không. Đây, anh Quân cần thử đó, anh sẽ nhìn hình ảnh nè. Biên cương lá rơi đù hà em ơi. Đường dài mịt mù anh không đánh ơi. Dù gì cũng là anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp, gia đình thân thương với nhau. Mà mình ngồi ăn những cái món ngon như vậy mà để các anh chị ngồi như vậy thì mình cảm thấy có lỗi. Đúng. Nhưng thôi kệ. Cua ơi cua hỡi cua à, giờ đây ta mới được dùng cua đây. Thôi bây giờ dày đi. Bây giờ dày, có một cái gì đó đi để mình ăn miếng cho nó biết cái món ngon chứ. Anh Giang, em xin phép bữa nay cho em nó trổ tài. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, gia đình hai bên toàn là gọi là truyền thống về đường cây tử cây lương. Duy chỉ có một cháu nay đã lớn nhưng không hề biết một nốt nhạc nào của cải lương hết. Không phải, tại không thích ca thôi. À, đây là giọng ca cải lương giải tỏa đám đông. Em tên Mai Ca mà em phải biết ca chứ. Thì em mới kêu là Mai Ca. Em nói Mai Ca. Mai người ta phải ca, bữa nay người ta không ca. Ờ, muốn ca thì ngày mai quá ca. Mai ca thì mai ăn. Trời ơi, gạch cua là mới béo.
Ủa đó ăn cái này, con này không ăn hả? Ăn con này luôn con đi. Con này chút xíu đem về. Bây giờ tôi xin nói nè, thường ở nhà Phật nói á. Trời ơi. Bây giờ qua tới thuyết ăn nhà Phật. Không có nên, không có nên bỏ thừa. Đúng. Bỏ thừa ra rất là tội. Đúng. Anh tưởng thôi cái này ăn rồi đưa này cho tôi. Bậy ơi, bậy ơi. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Bây giờ hát cả lương đi người ta mới cho ăn chứ. Hôm nay đây anh em chúng tôi đến chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Hay quá. Gặp gỡ trong phúc lễ thánh thảo tường giang để cùng nhau chơi cho vui cửa vui nhà. Lần thi thứ nhất đội của trọng phúc đã chiếm được quy quyền. Ăn măng tây rồi ăn đậu hũ. Bị dằn. Đến phần thi thứ nhì thì lại thắng luôn. Cua đồng nấu với cháo ngon, cua đồng chiên với bột chiên rất giòn, cua đồng nấu với hấp trứng. Cua đồng nấu trứng hấp ngon, ôi thật vui vẻ mà cả nhà hạnh phúc. Câu rồi, một câu là được ăn. Tức là hồi nãy em ra một cái đề là làm cho mọi người cảm thấy vui là ăn, vui không? Vui. Nó mắc cười. Đội này vui không? Không, mắc cười đó chứ không có vui. Thôi bây giờ tôi chờ đợi mấy cái hát một câu thôi là ăn rồi. Cà đi, cố. Trời ơi, gấp luôn kìa. Hát câu cái lương nghe kìa. Biên cương lá rơi thu Hà Giang ơi. Trời sao ăn mệt quá. Rồi, rồi, ăn đi. Ăn được, ngon lắm, cái trứng này ngon. Ủa sao đã chê dở? Không, bây giờ mới thấy ngon. Trứng này nó làm mịn lắm. Và nó ăn giống như là, ăn giống như là mình ăn bánh flan vậy. Ờ, đúng rồi. Trong đây nó có cua nè. Nó nấu nhừ ra, giống như bánh flan vậy, đánh lên. Có nấm đông cô trong đây. Rồi có tôm nữa nè. Rồi ở trên đây là, giống như là cái gạch cua á. Đúng rồi. Nó mới tráng lên cái gạch cua ở trên mặt. Cái món này từ hồi nãy tới giờ ha, ngồi cây nhây nhưa thời gian lâu, tới giờ nó vẫn giòn lâu. Múc sầu dưa con nấm ngon. Cái cảm nhận của tôi ăn cái này á rất là ngon. Ủa sao tự nhiên mình dầm miệng lại vậy? Ăn mà sao không ăn tự nhiên ngồi dầm miệng người ta vậy? Vô gì kỳ vậy? Rất là ngon. Mẹ. Ừ. Nha, Bình Tinh. Cảm ơn ba. Một câu giọng cổ không có gì gọi là thua thiệt. Bây giờ ca nữa không? Tôi ca tôi ăn luôn kia. Xin cảm ơn chương trình đã tạo cho chúng tôi có một buổi ăn như là, mặc dù tôi chỉ ăn có này thôi, nhưng mà tôi cảm giác rằng ăn này rất là ngon và rất là bổ và rẻ nữa. Một chén như thế này nếu mà tính ra nhà hàng khoảng chừng 25 ngàn. Ủa ai bán vậy? Mình nói giá rẻ nên cho người ta tới ăn đó. Xin cảm ơn hết. Rất là ngon. Bây giờ tôi sẽ thử cái này. Mày một câu dùm cổ ăn một món à? Ủa đâu hồi nãy đâu có giao vậy? Có chứ, luật chương trình là vậy mà. Xin mời quý vị khán giả coi lại clip. Không hề nói cái đó, chỉ nói là ca xong là được ăn thôi, đâu có nói làm cái gì. Để tôi ăn thử cái món này coi. Ok, mình no rồi, ăn món này nữa làm đi. Sự thật mà nói là cái món này là cái món mà tôi cũng rất là đây, thích. Con này cua đồng hay ba khía? Cua đồng. Thay đổi chóng mặt vậy? Hột vịt mà còn lộn. Giòn ha. Nó có tàu hũ rót ở trong đó. Rất là ngon. Để nãy giờ mà chưa có mềm luôn. Rất là ngon. Phải nói là đầu bếp làm rất ngon. Xin cảm ơn anh Nhật đã cho chúng tôi ăn. Anh Nhật luôn. Tại nãy vì Trường Giang đó là đầu bếp tên Nhật, thì tôi chỉ biết vậy thôi. Tôi xin cảm ơn đầu bếp Nhật. Ôi, làm được nha. Trời ơi. Tôi lực phụ khi tôi ăn là tôi làm. Ba còn hai đứa gái hai bên đó. Quên nữa con. Nhiệt tình nữa không? Nhiệt tình. Cảm ơn ba. Con cua này được ăn không? Được hết á. Vậy hả? Mình làm luôn. Ngon quá bời. Kính thưa quý vị thân mến, với cái sức ăn như thế này thì chúng tôi nghĩ là bốn cái lẩu cháo nữa vẫn hết. Trời, ai nói ăn đi bạn. Dù ai nói nhả nói nghiêng, chúng ta cứ vẫn
ăn hoài nha ba. Ăn hoài nha con. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi đến một nguyên liệu nữa mà bảo đảm rất tốt sức khỏe và đặc biệt ngon lắm. Xin mời. Theo nghiên cứu thống kê của Viện Dinh dưỡng năm 2009-2010 thì tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là gần 30%. Điều này có nghĩa là cứ 3 người phụ nữ thì có một người bị thiếu máu. Thiếu máu không những làm ảnh hưởng đến năng suất lao động mà còn làm ảnh hưởng đến thiên chức sinh sản của người phụ nữ. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng là thiếu máu làm tăng nguy cơ tai biến cũng như tử vong trong suốt quá trình mang thai và sinh đẻ, cũng như làm tăng nguy cơ suy dinh dưỡng bào thai. Những nguyên nhân gây thiếu máu ở phụ nữ có thể kể đến: mất máu qua việc hành kinh hàng tháng, nhiễm dung, đặc biệt là dung móc gây chảy máu rỉ rả, không nhận biết qua đường tiêu hóa, khẩu phần ăn thiếu sắt, nhất là đối với các phụ nữ ăn kiêng quá mức, do gia tăng sản xuất máu để nuôi cả mẹ và bào thai trong quá trình mang thai. Vậy để phòng bệnh thiếu máu, các bạn gái phải làm gì? Đối với phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản, bổ sung một viên sắt một tuần, uống 16 tuần trong một năm. Đối với phụ nữ trong quá trình mang thai, uống một viên sắt mỗi ngày từ khi biết mình mang thai cho đến khi sau sanh một tháng. Sổ run định kỳ 6 tháng một lần, tăng cường những cái thực phẩm giàu chất sắt trong cái bữa ăn hàng ngày, ví dụ như là nghêu nè, thịt bò nè và các loại rau lá màu xanh đậm. Bác sĩ đã nói thế thì còn chần chờ gì nữa mà không cùng vào bếp với nghêu đi nào. Đầu tiên thì Đường Ẩm Thực sẽ mách bạn cách sơ chế nghêu cho sạch cát nhé. Nghêu mua về cho vào nước gạo, khuấy đều và ngâm trong 1 đến 2 tiếng là có thể bắt tay vào nấu nướng được rồi. Nếu có hương vị nào phù hợp nhất với nghêu thì phải kể đến vị chua, cay. Có lẽ chính vì vậy mà đầu bếp thượng hạng Cẩm Thiên Long đã chọn súp nghêu chua cay để mở màn đại tiệc. Bây giờ hãy cùng nấu nước dùng nghêu bằng dừa tươi nhé. Nghêu chín hé miệng thì vớt nghêu ra ngoài, phi thơm tỏi ớt, lần lượt cho các loại nấm vào. Tiếp đó thêm nước dùng và nêm chút gia vị. Dĩ nhiên là không thể thiếu bò rô, hành tây và đậu hũ trứng rồi. Điểm thêm tí hành ớt nữa là ăn thôi. Sự đơn giản và ngọt ngào của nghêu cùng nước súp cay cay chua chua chắc chắn sẽ là sự vỗ về tốt nhất cho các cô gái sau một ngày bận rộn. Tiếp theo, Thiên Đường Ẩm Thực sẽ mang một chút cảm hứng Ấn Độ đến với bàn tiệc ngày hôm nay. Đem nghêu đi chần sơ rồi vớt ra để ráo. Phi thơm thật nhiều hành tỏi rồi cho cà chua băm nhuyễn vào xào cho dậy mùi. Cà ri đúng kiểu Ấn Độ là phải nấu từ nước sốt cà chua với hỗn hợp gia vị gọi là masala. Chỉ nghe mùi thôi là đã thấy bụng cồn cao rồi. Giờ thì làm loãng phần sốt với nước chần nghêu, nêm đếm lại cho vừa vị với nước cốt dừa và ớt xanh. Đã đến lúc nhân vật chính xuất hiện rồi đây. Miếng thịt nghêu mềm mại, ngọt thơm đã thấm đẫm vị cà ri đồng đàn. Kèm theo một miếng bánh mì nữa là ngon phải biết. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là nghêu nướng trứng. Trước tiên hãy cùng làm mỡ hành nhé. Phần mỡ hành này sẽ làm vị nghêu nổi bật hơn khi nướng. Với phần sốt me, đầu bếp thượng hạng của chúng ta sẽ dùng đường thốt nốt để sốt đậm đà và thơm ngọt. Có ai đang ứa nước miếng không đào? Bây giờ lần lượt rưới sốt me, mỡ hành và trứng gà đã đánh đều lên từng con nghêu. Bếp đã đủ nóng, nướng thôi nào. Chào ôi, Giá và các bạn khán giả cũng nếm được món này. Nghêu mềm mỏng nóng hổi, bên ngoài là lớp trứng béo thơm. Tất cả sẽ được cân bằng bởi vị chua, cay, mặn, ngọt, khiến cho các bạn nữ chỉ muốn ăn mãi không thôi. Ba món nghêu ngon lành như thế này đã đủ để làm động lực cho hai đội chơi trong thử thách tiếp theo chưa nhỉ? Sau đây là trò chơi tiếp sức để thu hoạch nghêu. Mỗi đội sẽ có 3 phút để làm công việc này. Đội nào sau khi thu hoạch nhiều nghêu hơn là đội đó chiến thắng. Công việc vô cùng đơn giản. Chúng ta sẽ dùng tay để gấp mỗi lần là một con nghêu.
đội nào siêu nhân có thể gấp hai con, rồi đó di chuyển qua chiếc đẹp vào. Và người thứ hai sẽ cầm cái chai cho người thứ nhất để con nghèo lên. Sau đó người thứ hai tiếp tục di chuyển zig zag qua cái chướng nghiệp vật. Và người thứ ba sẽ là người mang chân dịch và hướng con nghèo đi về vị trí này và để con nghèo vào cái rổ này bằng cái chân. Quá đơn giản. Hai đội cử một người ra quản trụ trì. Đây, đây, đây. Chuyện bình thường chứ. Chuyện... Xì xăm. 2, 3. Ai, thắng, thắng đi trước hay là thua đi trước? Thắng có quyền. 2, 3. Thắng quyền là sao? 2, 3. 3, 2. Thắng quyết định. Trời ơi, mất thời gian quá. 3, 2. 1. 3, 2. 1. Ăn gian, đây là đội thắng. Đội thắng có quyền thi trước. Phải, đội thắng có quyền quyết định. Không, mời xem lại khoảnh khắc vừa rồi. 2, 3. Ai thắng, thắng đi trước hay là thua đi trước? Thắng có quyền, thắng có quyền, thắng có quyền. Đội thắng chưa? Em nói là đội thắng có quyền chứ em không nói chuyện quyết định. Quyết định. Mình lớn rồi. Vô vị trí, vô vị trí. Bữa nay là ba đi ra đường là con thấy ba không có coi ngày rồi đó nha. Ủa nhưng mà đồng hồ dây đâu? Có người, ba tổ chức là. Tôi phải nhìn đồng hồ dây tôi mới làm được. Có ba tổ chức lo đồng hồ rồi. Bây giờ có đồng hồ dây thì tôi mới làm, còn không là tôi xù chương trình này đi. Người đâu? Phải có sự công bằng rồi bên kia. Rồi hết nói luôn. Gì cũng có, ghê thì chứ. Tất cả sẵn sàng. Đội bạn trong thời gian 3 phút này có quyền làm nhũng nhiễu thông tin, làm cho họ rối loạn đội hình để họ phải 3 vòng thua liên tiếp. Mà phút bắt đầu. Tốt nè, tốt nè, tốt nè. Cẩn thận ba. Trời ơi, tôi chữ rất nhiều. Rất nhiều kìa. Bỏ vô hút ra. Bỏ ra nè. Trời ơi, coi chừng nó lọt cái tên ơi. Tên ơi, tên. Từ từ, từ từ, từ từ. Tên ơi, cẩn thận, coi kìa. Đi sẵn, đi sẵn, đúng rồi đó. Bình tĩnh, trời ơi. Coi chừng, coi chừng. Rớt. Trời ơi, vẫn niềm tin. Hay quá, Long ơi. Hay quá, Long ơi. Này, quan trọng hơn bạn. bao nhiêu công sức của anh, bao nhiêu công sức của anh đã đổ bể rồi. Trời ơi, mấy cha ơi, đừng hại ba con. Trời ơi, mấy cha con đừng bắn đổ con. Bao nhiêu công sức của ba đó con, bao nhiêu công sức của người cha già đó. Từ từ, mấy cha. Một sự rối loạn đã xảy ra trong gia đình họ Kim. Còn 30 giây. Vô rồi. Hấp lên. Cái này nó phải dày chứ. Đâu ba gấp lẹ ba. Ông gấp mà nó gây lộn với người ta không à. Không gấp mà lo anh gian không à. Hết giờ rồi, trời ơi. Đại đúng rồi, đúng rồi. Hết giờ. Thôi hả? Không chưa cái gì muốn mới giao cái lợi luôn thì ba công mà trời. Trời ơi, cái gì đổ tùm lum hết trơn. Hết giờ. Bao nhiêu vậy? Mới bỏ vô kho. 7 à? 7 à? 7 à? Đây, như vậy là có 7 con nghèo đúng không? Không, có 6 con à. Trời ơi, ăn gian. Không thể tin được. Tưởng đâu nó rớt lụm lên. Rớt cái gì? Như vậy là 6 con nghèo. Bây giờ là đội của anh Trọng Phúc có vượt qua được hay không? Rồi, chuẩn bị nè, 30 giây. 30 giây bắt đầu. Đi nè. Gì vậy? Quay qua bây giờ. 3 phút bắt đầu. Vô. Chạy. Đổ người ta để vậy đúng rồi, la làng anh sống gì. Đừng có đó nữa. Đừng có đụng. Thằng này quay lại kia chứ. Đúng rồi. Bảy rồi, nó quay bảy rồi, nó sai luật rồi. Nó phải đứng đây nha. Đúng rồi. Ồ, sai luật. Ôi, chơi kỳ vậy. Anh Phúc Văn Giang nha, anh Phúc phải bước qua khỏi cái phao này luôn nha. Anh Long Mạng, xích ra đi Long Mạng. Bum 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 bum. Bum. Ê, chịu đụng gì đó nè. Không có đụng nha, tự động đó nha. Đừng có đụng cái rổ nó rớt xuống. Ê, có quyền nha, có quyền ta sử dụng một cái chân nè. Ông chú cũng chơi gian lắm á.
hãi Trung ơi, vô đây coi. Anh làm cực lắm Trung ơi. Cố lên Trung ơi, cố lên, lẹ lên. Lẹ lên, lẹ lên. 40 giây nữa. Ê, ê, dính gì, quần dính gì vậy? Ê, 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 ê. Tất cả dừng lại. Như vậy là mới có 2 phút 29 giây thôi. Và hiện tại là nếu như không ngã là đã có được 6 con rồi. Và bây giờ 6 con này là 6. Thì bây giờ người ta vẫn còn rất là nhiều thời gian. Nhưng mà rớt là thua. Bên đây nói rằng là tự nhiên cái rổ rớt. Đúng. Còn bên đây tố là có người thổi nó. Không có thổi. Chỉ đứng ngay thôi. Nè, chỉ đứng nè. Hà. 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 Chứ không có thổi à. Không có thổi. Tức là nè, thổi. Thổi là phải vậy. Ôi, hà, hà, làm sao thổi được. Tức là bên đây nó là do thiên nhiên nó rớt. Còn Còn bên đây tố là có tác động của đội đối phương. Chúng ta hãy cùng xem lại khoảnh khắc. Lấy cái tay đẩy thôi. Không đẩy, không đẩy. Đội chiến thắng là bước vào đại tiệc, đó là đội của nghệ sĩ Trọng Phúc. Tới thời điểm này xin khẳng định một điều là đội anh Kim Tử Lâm là một đội rất giỏi về tất cả mọi thứ và đã lọt vào trong top những đội thua 3 vòng liên tiếp. Xin chúc mừng. Và bây giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, những món ngon đã bày biện sẵn. Tuy nhiên chúng ta không chỉ ăn như thế này đâu, sẽ có đầu bếp xuất hiện ở đây và làm món ngon 3 phút cho đội chiến thắng. Xin mời đầu bếp Đặng Thiên Long. Đây. Dạ đây. Xin chào anh chị. Rồi, chào anh. Bây giờ mình ăn gì trước, anh giới thiệu cái. Ở đây thì chúng ta có 3 món, đó là món nghêu mà mình nướng với lại trứng, và trong đó là có mỡ hành với lại là sốt me. Cái món đó mình sẽ ăn đầu tiên. Rồi, để coi người ta gấp nghêu này, gấp cái gì mà rớt hoài. Nè. Bỏ đũa xuống. Đâu có rớt được. Cái vòng này được ăn không à. Làm sao rớt được thấy không? Cái này là mình nhúng với miếng mắm nè. À, sốt me, sốt me. Ồ. Nghêu ngọt, sốt me chua chua, cay cay, trứng bùi bùi, đậu phộng giòn, ngon. Phải nãy anh gấp người lớn gì sao rớt? Không à, tôi gấp không có rớt à. Nên anh gấp không rớt lần nào hả? Có 1-2 lần. Trời ơi, cái, mấy cái món này món hảo luôn á ghê. Ngon không Trung? Phải ăn thử anh mới biết được. Thường thường trong cái gọi là trong cái y khoa về khoa học thì họ nói rằng ăn nó vừa đủ, đừng ăn bội thực. 3 vòng ăn không có chừng bị bội thực. Nhưng mà bây giờ tôi cũng xin nói với các bạn rằng nghêu là một con rất là nhiều chất sắt ở trong đó. Đúng rồi. Để mà dành cho phụ nữ, nhất là những người mà phụ nữ thời kỳ mãn kinh, họ sẽ ăn cái này để họ có nhiều chất sắt và họ sẽ tạo điện máu nhiều hơn. Còn nam giới không có cái chuyện đó. Thành thử ra nam giới ăn ít thôi. Trung bớt lại để dành cho Lê Thanh Thảo ăn nha. Em ăn nhiều cái này thì em sẽ có nhiều cái sắc tố sắc ở trong người em. Nãy giờ em thấy anh hơi bị thất sắc. Tại vì anh thiếu ăn. Thôi giờ mình dùng món tiếp theo. Món tiếp theo là mình món cà ri nghêu, mình sẽ ăn kèm với lại cơm. Đây, mình sẽ để miếng cơm vào một cái muỗng nè. Sau đó chúng ta lấy cái này. Đây, trời ơi. Cái sốt nè. Cái sốt của cái nghêu. Cái nghêu nó ngọt và cái cơm nó dẻo, cái mùi cà ri rõ rệt. Cái cơm này là mình làm từ cơm gì em? Cơm nị hay là cơm gì hay là cơm gì? Chỉ là cơm bình thường thôi. Cái này là mình lấy cái gạo giống như là gạo lứt nhưng mà nó màu nâu nhẹ thôi. Gạo này là gạo nguyên cám đó, nên nó tốt cho sức khỏe, không tăng cân. Thường thường anh ăn cà ri là ăn cơm nị, nghêu cà ri anh cũng mới nghe thôi. Còn cái nghêu này là mình làm là theo cái dạng mà dạng cái bụng này anh hửi thôi. Dạ. À, chương trình đâu có cấm hửi. Chương trình là cấm ăn, chứ còn hửi thì được. Đúng rồi. Ngon quá, tôi làm luôn á.
cái mùi cà ri này nó rất là thơm. Ừ. Nó có rất là cái mùi của Ấn Độ á. Ừ. Có nhiều chỗ nấu cà ri không có được cái mùi ngậy của Ấn Độ như thế này. Ừ. Nếu mà mình à, không ngửi mà ngửi rất là thơm. Nếu như anh được phép nếm được không Long? Nếm chứ không phải ăn. Tại vì chương trình cấm ăn chứ không được, không có cấm nếm. Trời ơi trời. Đâu có cấm nếm chứ không cấm liếm đâu, chỉ cấm cấm ăn thôi. Ăn thôi à? Chừng nào tôi ăn thì anh mới nói tôi, còn này tôi nếm thì có quyền. Nếu anh phân tích được là mình cứ nếm luôn đi. Sao ba? Thôi nếm hết luôn đi ba. Không nếm thôi con, làm quá anh ta nói. Cái vị rất là ngon. Nó được vừa đủ để cho người ta có thể người ta thưởng thức được, chứ không cay quá như của Ấn Độ. Có thể là cái người không ăn cay ăn vẫn được. Mình có thể nếm thêm một miếng được không? Trời, tôi bỏ tay với ông anh tôi luôn. Từ nãy giờ chúng ta để lên và chúng ta hơi nói nhiều đó. Thành thử nó hơi bị... Hả? Nữa hả? Ủa sao cái đội thắng người ta không phát biểu ý kiến mà cái đội thua nói hoài vậy? Tại bên đây không nói. Rất là ngon. Anh sẽ đến nhà hàng của em một ngày không xa để anh thưởng thức những món này. Còn hôm nay anh không được ăn, anh chỉ nếm thôi, nhưng mà rất là ngon. À, nếu như mình có thể là mình nếm cái con này. Bậy ơi. Không, không, không. Mình nếm cái nước me thôi. Bậy ơi. Nếm vẫn được. Không được. Cái này nó không có nước. Tôi không ăn cái này. Quyết liệt không cho. Cái này nó ăn không cái có nước. Này phải có mắm me. À, nước mắm me. Không phải cái này. Tôi nói là đây. Cái me. Tôi nói là cái nước mắm không, thôi. Không được. Nước mắm của ông cho nếm hả? Trời ơi. Chơi kỳ vậy. Nói về món cà ri thì trong Phúc ăn rất là nhiều cà ri vịt, cà ri gà. Nhưng mà cái đây là lần đầu tiên ăn cà ri nghêu. Cái hương vị nó hơi dịu là tại vì nó có nhờ có nước cốt dừa. Đúng, chất của nó làm như nó có một cái gì đó, nó cũng hơi có một cái mùi Ấn Độ trong đó, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, êm dịu hơn, ngọt hơn. Nó có thể là cái chất nghêu, cái món này ăn cảm giác lạ, tuyệt vời. Rồi bây giờ mình làm cái món tiếp theo là cái món súp nghêu nấu với các loại nấm, hành bồ rô, ớt. Chúng ta nhìn xem. Trời đất ơi. Đây, con nghêu vừa nở ra. Bây giờ anh xin được thay mặt. Không khỏi nếm nữa. Dạ, thôi khỏi nếm nữa. Anh nếm để anh có ý kiến chứ. Thôi khỏi, bây giờ có cần ý kiến đâu. Nói dạ. Vậy thôi ha. Một lát tôi xin ý kiến là tôi không có nói rồi nha. Dạ, đây, chúng ta múc. Cái ăn nghêu điệu nghệ của người sành ăn ấy là người ta sẽ lấy cái vỏ nghêu, người ta múc. Có nước, có con nghêu. Ngon. Nó thanh tao. Nó mềm, nó nhẹ nhàng, cái mùi vị nó thoang thoảng. Là cái nước này á nó ngon là do nấm nó ra nước nữa. Cái nấm này nấm gì nè? Nè nè cái nấm. Không anh hỏi. Anh hỏi thôi. Cái nấm này nấm gì vậy? Nấm thiên nhiên thôi. Bao nhiêu chất ngọt nó dồn trong đây hết. Nó ngon quá. Ngọt cái chất nó ngọt. Cái nghêu nó đã ngọt rồi. Ừ. Mà làm hấp với cái viên nấm á, nước dừa nữa. À nước dừa nữa. Bởi ra cái chất ngọt mà ngọt cái chất á, thiên nhiên á. Thiên nhiên à. Thôi nói gì thì nói chứ. Tự nhiên cũng là anh em với nhau hết mà một đội ăn một đội nhìn thì nó cũng có sự tàn nhẫn về ẩm thực. Đúng rồi, thôi kệ đi ha. Đó, nó bậy. Tạo người ta chứ. Anh Phúc nhớ nha. Tức là bây giờ nhìn nè, gia đình mình là truyền thống là cái lương rồi. Bây giờ hát cái lương mình dùng bữa với nhau. Tôi bây giờ tôi nói thật với các bạn là bây giờ là ăn thì tôi rất là thích ăn. Nhưng mà bây giờ mà các bạn kêu tôi hát nữa là tôi không hát nữa. Sao vậy? Tại vì bây giờ là có mình tôi à, bây giờ còn đây nè, con tôi nè. Đúng rồi, thì đó anh cử ra đội của anh cử ra. Con làm sao mà con dùng cái hát hơi dài đi, hát hơi dài chắc đi gì đó để con lấy cho ba một chén nghiêu coi. Nói thật với anh Long là em mới vừa nêu ý kiến là mình hát hơi dài đi, thì anh Trầm Phúc có nói nhỏ vô tai em là cái tướng lùn thì sao hát hơi dài được. Nhiều cái mình bị bức xúc quá, thôi kệ giờ hát hơi dài cái cho ba. Hát hơi dài cái vỗ tay nè. Em ơi tháng bảy mưa ngô ba cổ thước trên dải ngân hà chức nữ hồi ngô ngữ lang sao một năm dài xa cách. Hay quá, hay quá Tình ơi. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mong khóc hận gì ai gây cảnh đắng cay để giờ đây tôi sống kiếp đơn côi biết về đâu khi đường tương lai mịt mù tâm tôi mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh. Đức ơi, 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 Đức ơ
được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, là hơi dài là một hơi. Người ta cứ đưa mắt của anh rồi. Sai, không được ăn. Biểu, ai biểu chấp nhận. Thông cảm đi Giang ơi, bây giờ thì ăn thì thôi, xin sắn lại miếng. Vậy thôi. Mình đâu có nạn, bị gì nó đứt hơi chỗ đó nè nè nè. Con làm gì người ta cười mình. Không ăn, để bà cứu con. Bà cứu. Không cần. Mời bà cứu. Khi nào tôi ca một hơi già là phải ba cha con tôi ăn luôn. Đáp nhận luôn. Nhung ơi, nếu quay xa nhau lòng buồn biết mấy biết nói gì đây. Khi tình tan vỡ thì tôi cam đành chịu bao đắng cay. Chớ nói thêm chi những câu ân tình em có biết không. Khi xa em rồi lòng nghe đau nhói, đau nhói, đau nhói, đau nhói. Trong tim mà không nói nên lời. Hay quá, mời ăn. Kính thưa quý vị, đây là những nghệ sĩ của showbiz không tin được. Chúng tôi không thể tin được. Rồi đây, hàng triệu khán giả truyền hình sẽ thấy được họ với những cái tài năng. Cái gì, cái gì, cái gì, cái tài năng gì? Mời ăn. Ăn thôi, không có tài năng. Không thể tin được. Thiên Long, Thiên Long, anh nói chuyện với em, từ nãy giờ anh chỉ nếm thôi, bây giờ anh mới ăn thử nè. Anh sẽ cho em một câu trả lời. Không tin được luôn. Rất là ngon, có rất là nhiều loại. Nấm nó ngọt rồi, nghêu nó cũng ngọt. Rồi em bỏ thêm hành tây, nó ươm ra cái chất ngọt của hành tây rất là ngon. Bây giờ anh thử cái này. Anh từ nãy giờ anh chưa thử này. Cho mượn mượn chén 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 nha. Người ta ca rồi mà, hơi dài rồi mà. Tôi có quyền. Bây giờ đó, múc giùm miếng nước này luôn đi. Dạ em múc cho. Đây là một cái loại nghêu mà từ đó giờ lần đầu tiên tôi mới thấy là nghêu ăn nước mắm me. Từ đó giờ tôi đi ăn là nghêu á, có thể là mắm chua ngọt đúng không, nước mắm chua ngọt, muối đúng không, hoặc là bỏ muối tiêu chanh, hoặc là nướng phô mai. Đúng rồi, nhưng mà cái này là trứng, trứng với lại nước mắm me. Cố gắng ăn rồi phục vụ cho tụi em. Rất là ngon. Anh thắc mắc một điều, từ nãy giờ mình ăn cái này rồi, còn mấy cái này là cái gì? Mấy cái này là dành cho người chiến thắng, đặc biệt là vậy. Ủa chứ mấy người, ủa người chiến thắng là ai đó mình đó hả? Dạ chứ anh không được ăn luôn hả? Không được anh. Thôi ăn này no ba đường. Muốn ăn cái này thì phải ca múa hồ quảng luôn. Vừa ca ra bộ luôn. Đúng rồi. Lát nữa anh muốn ăn cái này là phải ca ra bộ đàng hoàng. Là được ăn hả? Ừ. Chơi luôn. Chơi luôn rồi. Bây giờ giới thiệu cũng 3 phút, giới thiệu liền. Bất chấp thân thể luôn. Món này thì là cái thịt nghêu á, mình sẽ trộn với lại các nguyên liệu để mình làm ra thành cái bánh, nó giống như là cái bánh mực vậy. Nhưng mà trong cái nghêu này nó còn cái gì nữa? À, mình có thêm một ít thịt nữa. À, để mình heo. Với lại cà rốt rồi các loại hành tây bằm nhuyễn ra. Dạ, xong mình bến nó lại, mình chiên và ăn kèm với lại sốt xí muội và một ít xoài salsa. Cái này là cái vị cay cay của nồng của Mexico. Dạ đúng rồi, xin mời. Mình mới lăn qua ba loại bột này, mình chiên bột chiên giòn, xong rồi trứng, xong rồi tới bột chiên xù. Và bây giờ chúng ta bắt đầu chiên. Trời ơi chết người nha, nó bắt đầu xù rồi đó. Em chiên tất cả mấy miếng vậy? Dạ em chiên hết để có phần bên đội anh mà. Đó thấy chưa, cái này không phải tôi nói nha, cái này không phải anh nói. Nãy em đã nói là có hát ra bộ mới được không. Ăn anh Long anh nói là có nghĩa là anh làm vậy cho hai đội ăn đi. Không có, anh luôn chiên để mà rồi dự bị vậy đó. Nhiều khi ở đây người thích ăn hai miếng sao, ăn hai miếng sao. Ê, em nãy em nói hai đội mà chỉ không đội. Không, em chiên dư vậy ai đội nào ăn được thì ăn. Rồi anh này cũng tráo trở dễ sợ dữ lắm. Đúng đầu bếp luôn. Mới nói cho hai đội, bây giờ nó ai muốn ăn đó ăn. Trong tay em cầm cây đũa mà em lật lúc nào cũng được. Đó rồi xong luôn. Mình khoảng mấy phút thì mình được ăn? Dạ, cái này thì khoảng thêm một phút nữa là được rồi. Nhưng mà thật ra là cái nghêu này sau khi mà em làm cái bánh ra xong là em đã hấp sơ nhẹ nó. Để cho cái khi mà mình lăn nó đỡ bị dính. À có nghĩa là mình đưa vô lò, lò vi sóng mình hấp sơ qua. Dạ, mình bỏ vào lò. À có nghĩa là bây giờ mình ăn được rồi đó. Chưa anh, em chỉ cho nó 70% thôi. À thì ra là anh điều tra nãy giờ để anh cố tình điều tra để anh ăn. Trời ơi, ghê thiệt, ăn trước á. Không, 70% là cũng có thể ăn được rồi đó. Bây giờ như mình đã thỏa thuận rồi, hát ra bộ là mời dùng. Hát ra bộ đi em khoái. Ơi cái này ba đi con. Ba đi. Ba đi. Cái gì cũng có, cái gì cũng ba như vậy là không có được nha, bình tĩnh. Cái vụ con múa ra bộ là chuyện thường, ba múa mới lạ. Bây giờ ủa. Tại sao ba múa mới lạ là sao, bình tĩnh con trả lời ba nghe coi. Tại vì con trẻ, con nhỏ, con gọn thì con múa là chuyện bình thường, dù ba lớn tuổi là ba múa mới nghe. Nó nghe, nó nghe, nó nghe. Vậy là không được mày ca, cho ra khỏi sổ bộ coi. Từ vòng đầu tới vòng cuối mình nhường nhịn nhau rồi, nhịn luôn vòng cuối đi. Tự nhiên vòng cuối bị lục đục. Tự nhiên sao nội bộ lủng củng, bắt tay vô quá đã rồi. Bắt tay vô cái coi cha con gì đâu, tự nhiên giờ cuối rồi mày ca vô bây giờ nó đưa lên nó sỉ nhục tôi, nó tôi lớn tuổi rồi. Con có nói vậy hả? Con xin lỗi ba, con lộn, ba mới 36 tuổi rồi, con xin lỗi. Anh đội trưởng mình phải làm. Trời đất ơi, đội trưởng thì tôi ở đây đâu có ai bầu đội trưởng đâu. Tại tôi lớn tuổi thì tôi đó, ba tự nói nha. Ba tự nói nha ba. Không, nhưng mà bây giờ nó thật sự là tôi không có thích ăn.
À, à ăn đi, bây giờ tôi không thích ăn. Nóng quá. Rất nóng hả? Tại vì cái đồ nóng mới chiên mà nó vẫn còn nóng âm ỉ hôm nay. Giòn. Mà cái món này rất là lạ. Phải nó nhào cái bột này nhiều. Trong nó mềm. Và nó có những cái phần nghêu ăn là nó dai. Đúng rồi, đúng rồi. Nó làm cho nó giòn giòn. Nó làm nhưng mà nó giòn giòn, nó dai dai. Cái bột ở ngoài á, nó giòn cái lớp chiên. Cái salad này cũng ngon, cái này cũng eco đúng chứ các. Chua chua. Không sao, chúng ta chỉ có một camera luôn theo dõi anh Kim Tử Long. Chương trình đã bố trí một camera luôn theo dõi anh những khoảnh khắc lén lút cùng về của anh sẽ bị phát hiện. Không mà cái này ai gấp cho tôi không biết. Nhưng mà nói chung là ngon đúng không? Ngon. Hát ra bộ cái đi. Giờ tụi con có thèm không? Nói chung là quyết định của ba thôi. Gia đình hợp kính. Con thèm không? Thèm gì ba này ba ơi. Mà mỗi lần thắng rồi tôi thấy trời ơi ăn quá vậy. Cái này là không phải là người ta muốn mời mình ăn mà là người ta muốn thưởng thức cái tài nghệ của ba. Các cho con vẽ người ta coi nghệ thuật thì thôi bây giờ ba dì tụi con đi, tụi con phải dì miếng ăn. Nhưng mà tại vì ba Hiền Muội, hôm nay chúng ta đến Chiêu Anh Quán này để cùng nhau đàm đạo với tất cả sư huynh đây, vậy thì nào hãy nâng lên đi. Mượn đỡ này đi. bắt đầu nâng ly lên chúc mừng ngài táo ngộ. Đa tạ sư huynh. Xin mời. Xin mời các chiến hữu. Không được húp. Đã được, cái món này được. Đang tại... diễn mà. Trời ơi, kinh khủng khiếp. Đưa đồ ăn vô diễn để húp luôn. Rừng núi quan sang hiểm trợ. Hôm nay đến đây, đó là do chúng ta được gặp gỡ nơi này. Quán Chiêu Anh Quán đây có đầu bếp là Thiên Long, đã làm cho buổi tiệc hôm nay càng thêm phân chấn. Này Hiền Muội. Dạ có muội. Vậy chúng ta hãy nâng ly cùng nhau cạn chén. Nâng ly mà cùng nhau cạn chén là sao? Cái gì? Người ta muốn nói cái gì người ta nâng. Không muốn nói gì ta nói. Tiếp tục. Bao nhiêu ngày xa cách thăm giao, giờ gặp lại nhau ôi vui mừng. Nào chúng ta cùng thế nào cạn chén ăn cùng hôm bảo nay đáng. Ôi vui sướng biết bao. Xin mời hãy cùng ngắp cạn chén vui mừng đón chúc ngày mai. Hôm nay thiên đường đi sao cứ nhìn hoài, nói tiếp đi nào đại ca. Hôm nay thiên đường ẩm thực đây rồi, nào chúng ta cùng chúc mừng chương trình hôm nay. Có tường gia thật là vui bánh, ôi thật là vui quá. HTV đã tạo một chương trình thật hay cho anh em ta được sum vầy. Ăn không tốn tiền mà lại thật ngon do đầu bếp Thiên Long. Ôi hạnh phúc biết bao, chương trình này tiếp tục để anh em cùng chung vui. Không phải Bình Tinh Kim Tử Long với lại Điền Trùng, cả mọi người đều được chung vui. Làm sao cho tất cả mọi người được thưởng thức món ngon ở Việt Nam. Hết. Ăn. Được ăn chưa? Ăn. Ê, xin mời. Tự mời luôn mà thấy chưa? Tâm phục khẩu phục luôn rồi. Con ăn đi con. Ăn thử coi. Ăn đi con. Dạ con cảm ơn mà. Ba cũng hy sinh lắm rồi đó. Không thể tin được. Thích nhất câu Điền Trùng luôn á ba. Bị nó xuống cái dấu không? Trong đây ba nhìn rồi không có đứa nào giấu quyền hết trơn. Rồi đã kêu Điền Trùng chứ lại là ông kêu qua ông Trọng Phục nữa. Sao mình không ăn đi? Ừ ha. Sao mình không ăn đi? Sao mình giờ ông bển hoài vậy? Bởi vì vui á, đội thắng nó ngồi nhìn mình ăn hoài ba. Ừ. Nhìn như thích á, mình ăn nhìn cái miệng mình ngon quá. Nhưng mà mình ăn á, mình sẽ ăn làm sao để cho cái người xem người ta thấy rằng ở cái món ăn đó nó ngon thiết thực. Đúng. Thế mình ăn phải làm. Giống quảng cáo quá ha. Chuẩn quá. Lá gì vậy? Lỡ cay quá diễn sao? Lỡ cay quá. Chịu không nổi luôn. Rồi, ngày hôm nay đồ ăn quá ngon, quá tuyệt vời. Những người nghệ sĩ vui tánh và dễ thương. Trước khi đến với cái phần tiếp theo là phần bánh Việt, phần này đội nào cũng được thưởng thức, thì chúng ta sẽ kết lại vòng này bằng câu cải lương của anh Trọng Phúc. Trong lúc hát ăn được nữa không? Dạ đúng rồi.
Vậy là không tôn trọng người hát rồi. Không, cứ ăn đi, cứ còn hát thì hát. Ăn ngon quá, cái gì ăn ngon mà nó ngon quá. Bụng nó không biết hát nổi thôi, thôi kể ra đi ăn ha. Dạ. Hát cái câu trong cái vở bên cầu dịch lụa ha. Dạ. Giờ đó là Trạng Nguyên của rượu quá nghèo, nó sao đệ. Uống chứ đầy huynh, ăn đi để ta hát. Uống chứ đầy huynh. Đại quân ơi, tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị. Xin kinh cẩn tay nâng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho trọn vẹn thâm tình. Rượu lạc Trạng Nguyên đệ chỉ xin dám một mình. Đâu dám rót làm bằng môi người tri kỷ. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi lớp áo Trạng Nguyên gửi cho quân hầu cần. Mặc nguyên áo cơ hàng để tìm bạn tương tri. Vậy rượu tương phùng đại huynh ấy uống cạn đi. Nhấp chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiên. Ôi nghe em ca mà lòng anh vui sướng. Anh ăn hết món này rồi mà vẫn thấy muốn ăn. Còn nữa không? Ai ăn tàu hũ không? Ôi, chỉ nghe tiếng rau cũng đã thấy bao nhiêu ký ức ùa về. Không chỉ là món quà vặt tuổi thơ ngon lành, tàu hũ nóng còn là nguồn cung cấp isoflavon hữu hiệu cho phụ nữ. Đậu nành sau khi ngâm qua đêm sẽ loại bỏ được tạp chất và mềm mịn hơn khi xay. Đậu nành xay xong, cô mình sẽ đem lọc bã qua một lớp vải mùng. Nhớ là phải vò mạnh tay để phần sữa chảy ra hết. Ngoài ra các bạn có thể ép sữa bằng máy như thế này đây. Bật bếp lên nào. Sữa sôi thì lấy ra một ít để hòa với bột gạo. Đem một ít hỗn hợp này hòa tiếp với thạch cao phi. Đây là hỗn hợp giúp sữa tạo kết tủa và đông thành đậu hũ. Phần sữa bột gạo còn lại thì trút ngược lại vào nồi sữa đậu. Đã đến lúc ủ đậu hũ rồi đây. Trong lúc chờ đậu hũ đông, hãy chuẩn bị thêm nước đường vàng và nước cốt dừa ăn kèm. Các bạn có còn nhớ công thức nước cốt từ bột cốt dừa, bột gạo và bột năng không? Công thức này của cô Minh sẽ giúp nước cốt thêm béo, thơm, đậm đà. Giây phút mong đợi nhất chính là đây. Đậu hũ mịn mượt thơm thơm, hòa trong nước đường ấm nóng mùi gừng và cốt dừa béo ngậy. Lâu lâu lại có thêm trân châu dai dai nữa thì còn gì bằng. Tiếp theo trên bàn tiệc bánh Việt sẽ lại là một món quà chất chứa nhiều thương nhớ, chuối nếp nướng. Món ăn đậm chất Nam Bộ này muốn ngon trước hết phải có phần xôi nếp thật ngon. Bí quyết chính là trộn nếp với dừa sấy nhuyễn để xôi đậm vị béo thơm. Xôi sau khi hấp chín đem ra giang mỏng. Bên trên đặt thêm một trái chuối sứ chín mùi rồi bọc lại thật chắc. Bên ngoài tỉ mỉ gói hai lớp lá chuối để khi nướng lâu, chuối chỉ ở mức vừa xém vàng chứ không bị khét. Cô Hiền Minh mách bạn là bây giờ chỉ cần bếp điện cũng có thể nướng chuối thật ngon lành rồi. Nước cốt của món này cũng sẽ sử dụng bộ ba, bột cốt dừa, bột năng và bột gạo. Khi nấu sẽ cho thêm bột khoai, bột bán để món ăn thêm phần thú vị. Những đêm thành phố mưa như trút nước hay thời tiết bỗng dưng se se lạnh mà ăn một miếng chuối nếp nướng nóng hổi quả là một niềm hạnh phúc. Và hôm nay Thiên Đường Ẩm Thực xin dành tặng chút hạnh phúc đây cho những người nghệ sĩ tài hoa của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đã quá vui vẻ thì bây giờ sẽ ngồi cùng nhau đàm đạo nói chuyện và sẽ được trở về tuổi thơ với hai món sau đây. Người đâu? Chị Bảy Cần Thơ và chị Chín Sóc Trăng sẽ mang hai món đậu hũ nước đường và bánh chuối nếp nước cốt dừa. Trời ơi, tuổi thơ ùa về. Màu sắc cũng đẹp nữa. Rồi, giờ đậu hũ. Ngày xưa ăn đậu hũ với bà gánh gánh thì hay xin cái nước ở trên nữa, anh nhớ không?
cái nước ván ở trên mình xin cái nước đó đó. Phải ưu tiên cho người lớn tuổi. Đó, bây giờ mình thử cái này. Đó, mình mới cho cái này lên miếng nè. Đó. Ưu tiên cho phụ nữ. Dạ. Rồi mình cho chút xíu nước dừa vô nè. Đó. Nè. Đây. Quá đẹp. Dạ, mời ba làm cho, trời ba thích làm hơn. Quá đẹp. Ba thích làm cho ba không thích ăn hả ba? Không thích ăn. Nhớ nha ba. Sau đây mời những khoảnh khắc không thích ăn của ba dòng vừa rồi. Đây. Đó, những khoảnh khắc vừa rồi là của anh đó. Không, cái đó là chỉ là phim ảnh thôi. À, cái đó chỉ là sự edit dàn dựng thôi. Dàn dựng thôi. Thực ra phải vậy. Thực ra không phải. Thực ra còn ghê hơn. Đó. Mời xem tiếp. Chết rồi. Kỳ này anh Kinh Lâm nổi tiếng toàn thế giới rồi. Được không anh Long? Sau khi mình ăn những cái món mặn, cay, chua, bây giờ mình ăn lại cái này thì nó sẽ làm cho mình dịu đi. Đúng rồi. Anh Kim Tri Long đã từng nói chỉ thích làm chứ không hề thích ăn. Đây là minh chứng cho điều đó. Không, cái món chuối này tôi thích lắm nè. Trời, qua món khác luôn rồi kìa. Qua món khác rồi, người ta chưa kịp mời qua món khác rồi. Mình thử là phải thử cho nó đúng chất, bản chất. Thật ra là gần chục năm ăn được món này á anh. Đầu quá ha. Dạ. Cái tàu hủ rất là mềm, thơm, nước đường thơm, mùi gừng á. Và mùi lá dứa. Ngày xưa lúc lúc còn ở dưới quê đi học á. Mỗi buổi trưa có mấy bà cô đi gánh bán tàu hủ như vậy nè. Đúng rồi. Cái hương vị tàu hủ gì là ăn cái nhớ rồi đó đi học á. Cái này mà trời mà lạnh á, ăn một chén nóng, chén tàu hủ nóng phải không? Nếu như chương trình của chúng ta có thêm một ấm trà nóng nữa. Trời, anh thua bạn đòi hỏi quá vậy. Hả? Anh thua ba dòng á. Dạ vậy thôi, quên đi, cái này mình góp ý thôi. Góp ý thôi, xây dựng thôi, có biết xây dựng cho nhau tốt đẹp hơn mỗi ngày thôi. Ba lấy cho con miếng chuối. Không, con phải ăn này. Ít thôi ba. Không, lỡ rồi con, mình ăn cho tới bến luôn đi con. Lỡ bị nói hả? Lỡ bị nói thì mình ăn cho nó sao. Thêm miếng nước dừa nữa nè. Trời ơi. Trời ơi. Xin cảm ơn ba. Ăn vậy nó mới ngon. Dạ. Xin cảm ơn. Ngon lắm à, cái này ngon. Nhưng mà mình ăn hồi xưa làm mình chỉ ăn chuối chưng nè, với là cái là chuối nướng. Nhưng mà cái này là hơi có thêm chút gia vị vô nữa. Nhiều chất liệu rồi vô nữa. Có bò khoai, bột bán nữa. Bột bán, khoai. À, rồi ăn nó ngon. Đây là mình đang làm một cái loại chuối. Có chất gì ăn? Có chất chuối. Hả? Chất chuối. Vậy nó là phải có cơ sở về tính khoa học. Chuối là nó có chất đường rất là nhiều. Có cái chất gọi là cái chất gọi là khoa học, có tiếng của khoa học á. Là cái chất gọi là cái chất gọi là anh quên rồi. Nhưng mà anh biết rồi. Chất nó có rất là nhiều đường gọi là sugar glis. Sugar glis. Trời ơi, có chất sugar glis nữa. Sugar là đường, glis là một cái chất tính hóa học. Dạ. Hai cái đó nó ghép lại thành ra là một cái tên của cái khoa học. Dạ. Giống như là cholesterol. Dạ. Caras là có lợi là cái chất để mà tiết ra cái chất béo. Ai cho ý kiến? Caron. Caron là cải, bắp cải. Không, caron là tên lót đệm của một ca sĩ. Caron thủy đó phải không? Caron kim rồi đó. Caron kim rồi đó. Đó, nó ghép là lại. Dầu. Dầu caron đó, dầu caron đó. Anh thử là ăn cái đó nó nhiều cholesterol. Thì cái này nó cũng vậy. Sugar glis. Sugar có là đường, glis là một cái chất tạo ra để cho chúng ta cạn lời. Chết rồi, tôi phân tích mà nó cười hoài chết rồi. Nhưng mà nói tóm lại là hôm nay hai món này rất là ngon. Làm cho mình trở lại những cái ngày mà tuổi thơ hay đi ăn tàu hủ dạo. Đúng rồi. Rồi chuối nếp. Ngày hôm nay quá nhiều món ngon mà quá nhiều nụ cười mang đến. Cảm ơn quý vị khán giả. Cũng nhờ quý vị mà chúng tôi có động lực hơn để làm những chương trình tốt hơn và hay hơn, tốt cho sức khỏe. Bây giờ sẽ là phần quà dành cho hai đội chơi ngày hôm nay. Ngày hôm nay rất là vui. Và đặc biệt ngày hôm nay có một đội lần đầu tiên trong chương trình có đội thua mà no hơn đội thắng. Vì cái sức ăn quá khủng khiếp. Bây giờ là hai phần quà. Đây. Mọi người đã đến chung vui thì sẽ có quà về. Quà. Quà này đội thắng các đội thua các làm sao? Dạ đội thua cũng có chứ. Họ cũng vui mà.
sao không có quà được. Đúng rồi. Trong đây có một món quà dành tặng riêng danh, đó là đôi đũa vàng. Xin cảm ơn. Và đây là phần quà dành cho đội chiến thắng 3 vòng liên tiếp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi Thiên Đường Ẩm Thực. Tối đêm này xin khép lại và hẹn gặp lại vào tuần sau lúc 20:30 trên kênh HTV7 với sự tài trợ độc quyền của Công ty Cổ phần Bột Thực phẩm Tài Ký, thương hiệu Tài Ký Food, chương trình chủ đề truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mau xem game show thử thách vui thịt vui, nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đã luôn, đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Nào cùng khám phá kênh chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mau xem game show thử thách vui thịt vui, nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đã luôn, đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Đội tôi chiến thắng, đội tôi chiến thắng, bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây, và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay, chỉ một đội thắng thương thương hết món ngon thịt ngon, Thiên Đường Ẩm Thực ông hoàng hạnh phúc cùng chơi cùng vui.